Trong tiết trời đầu xuân, vườn quýt của gia đình ông Đinh Trọng Tuệ ở thôn Đông Hồ, xã Bró, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng trở nên bận rộn hơn hẳn với những chuyến xe đẩy hàng chục ký quýt thương phẩm. Khu vườn này còn là địa điểm tham quan thu hút khách du lịch tìm đến. Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, hẳn sẽ không thể bỏ qua khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến tháng 3 năm sau để đến Đơn Dương ngắm nhìn những chùm quýt vàng nặng trĩu, đẹp mắt vào mùa chính vụ. Với gia đình ông Tuệ, vườn quýt được trồng lên từ đam mê nên gia đình đã tự tìm hiểu từ cách ghép giống đến kỹ thuật chăm sóc. Đến nay, khu vườn cho năng suất trung bình khoảng 20 tấn mỗi năm và cũng sẵn sàng để chào đón du khách. Tổng diện tích hiện tại là bây giờ là 1 hecta rưỡi. Sản lượng hàng năm là được khoảng 20 tới 30 tấn. Cái sản phẩm mình làm ra thì là không đủ để cung cấp cho thị trường. Đó. Hiện tại giờ là người ta đặt hàng rất là nhiều. Hiện tại về trong vườn thì có hai giống, một là giống quýt hồng với lại quýt đường, chủ yếu là quýt đường. Còn cái mô hình mà khách tham quan du lịch tới thì cũng là tự phát thôi. Tự người ta tìm đến mình chứ mình cũng không có chuyên về cái mảng du lịch. Thử cho nên là khi mà họ tới đông là mình cũng mở cửa rồi thu phí. Dù nằm ở khu vực khá hẻo lánh, cách xa khu dân cư nhưng thu hút khá đông du khách thập phương. Đến đây du khách sẽ cảm nhận được công việc thu hoạch của người nông dân và chính bạn sẽ là người được luồn qua những cành quýt thấp, khom lưng để cảm nhận sự trĩu cành của những chùm quýt vàng rực. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động mà ở đó bạn là người lưu giữ khoảnh khắc. Cô chú anh chị rất là thân thiện á. Đi vào đây kiểu wow, trời quá xá đã luôn á. Trái cây đồ nặng chịu nè, không gian thì rộng rãi nè, rất là thích luôn. Đi tham quan ở châu Âu á, chị cũng tới vườn táo, vườn quýt ở bên đó thì chị thấy cảm giác ở đây cũng không thua kém. Và vào đây rất là thoáng mát và không có nắng như chị nghĩ. Phục vụ thì rất là vui vẻ, nhiệt tình. Chị sẽ quay lại đây nhiều lần và chị sẽ rủ bạn bè rất là nhiều. Chị thấy rất là ngạc nhiên. Và khi thấy một cái sự mà đầu tư hình như có vẻ như là người ta không có là chủ tâm nhưng mà vô tình thôi. Tự nhiên lại tạo được một cái điểm view rất là thích thú. Như là mình cảm giác như là nước ngoài chứ không phải ở Việt Nam mình nữa. Kể từ khi mở cửa đến nay, ước tính mỗi ngày nhà vườn đã đón tiếp hàng trăm lượt khách đến tham quan. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và vẻ đẹp của vườn quýt, du khách sẽ nhận được sự hướng dẫn của các nhân viên để không tự ý hái trái tại vườn. Trong thời gian tới, với mô hình vừa sản xuất vừa đón du khách, gia đình ông Tuệ tiếp tục duy trì quy trình sản xuất tại vườn theo đúng tiêu chuẩn an toàn, sạch, không thuốc trừ sâu. Sau chuyến tham quan trải nghiệm, du khách có thể mua quýt về làm quà tặng cho người thân và bạn bè trong dịp đầu năm mới với giá 30.000 đồng một ký.